Vậy nè anh, hồi nãy em nói là cái đáp án chốt của anh là gì? Rồi thì cuối cùng thì nói là Lâm Vỹ Dạ, xong bây giờ thì anh lại đổi lời nữa. Giờ tôi nói với tôi chốt nè. Bây giờ tôi mới chốt. Hồi nãy em nói là chốt rồi. Bây giờ nè. Ai cho? Bây giờ hay cọc lắm mà em nói được cái chơi mấy này mà được hay cọc hay thái độ vậy. Thưa quý vị, ở phía sau đây có một cái thao đá rất là lạnh. Tôi đề nghị tháo dài ra để dài lên trên bàn hết. Ok, đi. Để trên đây luôn nha anh. Rồi. Cho anh hỏi cái là ở dưới đó là có một cái thao nước đá. Dạ. Là bốn em mà có một người đứng thôi đúng không? Chỉ có một người là đúng. Nhiệm vụ của tụi anh là tìm ra cái người đứng đó đúng không? Dạ vâng. Mình đừng đoán gì hết. Mình cứ chờ thời gian là nó lòi thôi. Tôi nghĩ đội nữ sẽ chơi chiến thuật là 442 đó. Thiên về tuyến giữa hả? Tuyến giữa. Là nhìn những cái máy quay là biết cái gì, máy quay đó, máy quay lâu nè, anh lâu rồi đó. Em nghĩ nếu mà trong 4 người chắc là chị Dạ có cái phước phần hưởng cái xô đá nhất á. Mặt mày chị hả không anh? Tin anh đi, không bao giờ Dạ sẽ né liền. Đúng rồi, cái nết của Dạ là không bao giờ chịu. Anh chơi với Dạ mấy mùa rồi. Em cũng biết chơi không bao giờ mà gọi là lăn xả. Chị Dạ kiểu như sẽ ăn hiếp đàn em á. Đúng rồi. Đúng rồi. Harry thì có thể sẽ bắt khách mời làm. Đó, bây giờ làm bộ đội chỗ rồi đó. Đội chỗ rồi với bộ. Dạ sẽ là người làm bộ đưa ra ý kiến. Đặt mặt nhăn. Tụi nó đang nghi ngờ chị. Nếu chị đứng chắc chắn là sẽ bị lộ. Vậy thôi bây giờ chị đứng nha. Rồi bây giờ đang nổi rồi nè. Thôi HariWon làm đi. Sao? Rồi đây. 1, 2, 3 tự tin không? Bắt đầu bước vô thao đá. Ok, rồi xin mời. 3, 2, 1, bắt đầu. Chưa? Bình thường. It's okay, it's okay. Dạ ơi Dạ, cái tiếng em Dạ, em bước lên đá hay là em lấy đá bỏ vô người em làm sao em la kỳ vậy Dạ? Nó lạnh lắm anh ơi, nó lạnh, cảm giác nó tê tay lắm anh ơi. Hari không biết cảm giác bây giờ của Hari như thế nào ạ? Cảm giác giống như là lên trên Sapa vậy đó, rất là thoải mái, rất là mát. Thực sự ra 4 người là diễn hay thiệt chứ mình cứ nghi ngờ hết 4 người luôn á ha. Không biết luôn á trời. Sao mà em không nhìn với ai luôn. Thôi 4 anh em mình nói chuyện tiếp đi. Có thời hạn anh hiểu không? Mình đoán ai? Cái người mà dòm lạnh nhất hiện tại là chị Hari với lại Quỳnh Anh Xin á. Đúng rồi. Nhưng mà anh nghi ngờ đổ dồn thì Quỳnh Anh Xin nhiều hơn. Lạnh lắm rồi. Anh còn hỏi, 3, 2, 1, hết giờ. Chị heo xạo, cái mặt chị xạo. Harry không đứng. Dạ không đứng. Dạ lại càng không. Ủa mà sao chị Thiều Bảo Trang chị vẫn còn đứng vậy? Ủa chị đã rồi. Ủa xuống bục hả? Thôi thôi được rồi. Đã rồi. Ủa xuống bục hả? Xuống để trên cái bục mà trời. Thôi bây giờ mọi lời nói của em đều vô nghĩa rồi. Rồi và bây giờ thì sao hả? Nghĩ là ai ạ? Ai là người đang chịu thử thách anh Luật? Mà Quỳnh Anh vừa mới bước lên, cái cảm giác đầu tiên là mình thấy Quỳnh Anh đang rất là gồng. Một hồi sau rồi mới quen với cái cảm giác đó thì mới nhả ra. Thôi anh lại cả tin rồi, cái nét diễn nó của Quỳnh Anh vậy đó. Ngây thơ lắm chị, em như nào em nét thế. Quỳnh Anh là mới vô là gồng, từ từ mới thả lỏng ra hả? Còn Quỳnh Trung thì sao? Đá chỗ tôi vậy. Trời ơi. Đá. Thôi để em đứng chắc thôi. Em đi chắc chắn 100% là chị Dạ. Lý Dương Bảo Lâm. Bốn cái gương mặt đều y chang nhau, nhưng mà Lâm liếc nhìn ánh mắt của khán giả đó thì Lâm thấy tập trung tới cái trò vậy luôn hả? Bây giờ mặt ai cũng diễn rất là thật luôn, mà đặc biệt là chị áo tím khán giả đúng không? Ra đó. Thôi sao mình có gián điệp sau lưng rồi chị ạ? Nhiều khi chị đang nhìn cái màu móng của một trong bốn người thì sao anh? Lâm thấy chị tập trung vào cô bé là Quỳnh Anh Xin hoài, bà liếc bà cười. Mình quên, mình có gián điệp không được rồi. Chính vì câu nói mình có gián điệp tôi loại Quỳnh Anh Xin liền. Tại vì á người ta đang đẩy cái câu chuyện đi đúng cái suy nghĩ của mình. Mà em để cái thái độ của chị Dạ vậy nè. Kiểu là cố cho mình nghĩ là Dạ để mình loại Dạ, nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ thêm lần nữa rồi. Đúng là Dạ. Suy nghĩ lại nha. Suy nghĩ lại, bây giờ bốn anh em mình nói một cái một, nếu mà đúng thiệt như vậy là đúng luôn nè. 1, 2, 3. Lâm Vỹ Dạ. Em nói chị đừng có đi ra rồi chị làm sao á. Đi luôn đi. Ôi trộn lại, tôi thấy có một chuyện khán giả lắc đầu rồi. Quỳnh Anh Xin đi. Quỳnh Anh Xin. 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 Rồi. Ai đó Lâm Vỹ Dạ, ai đó Lâm Vỹ Dạ, ai đó Lâm Vỹ Dạ. Lột mặt nạ ra hết đi, đừng có xạo. Quỳnh Anh Xin, Quỳnh Anh Xin, Quỳnh Anh Xin. Hiện với anh. Vậy nè anh, hồi nãy em nói là cái đáp án chốt của anh là gì? Rồi thì cuối cùng thì nói là Lâm Vỹ Dạ, xong bây giờ thì anh lại đổi lời nữa. Giờ tôi nói với tôi chốt nè. Bây giờ tôi mới chốt. Hồi nãy em nói là chốt rồi. Bây giờ nè. Ai cho? Bây giờ hỏi nè, hỏi biên tập nè, bây giờ sao nè? Xin mời. Bây giờ bố anh em mình nói một cái một, nếu mà đúng thiệt như vậy là đúng luôn nè. 1, 2, 3. Lâm Vỹ Dạ. Vậy nè, cho chị hỏi nè, bây giờ đàn ông một miệng mà nói 2-3 lời là gì? Là không được. Đúng, đàn ông một miệng mà nói 2-3 lời là không đúng, mà để tới 4 cái miệng lận làm sao mà nói 4 lời chứ. 4 lời. Hỏi tôi 1 lời. 4 lời rồi anh. Nãy giờ mới nói có 2 lời à, tụi em còn 2 lời lận. Giờ chọn lại nè. Bây giờ mình chọn là chốt đàng hoàng nè, chốt đàng hoàng là 4 người 1 lời một thôi nha. Lời nha. 1, 2, 3. Quỳnh Anh Xin. Nhiều chỗ vậy chị, tôi ước tè le vậy á. Cuối cùng là ai? Cuối cùng là ai? Không, chị Dạ chắc chắn là luồn luồn xuống dưới lấy cái thau đá qua bên mình luôn. Thấy chị chui lâu lắm, Chị chui rất lâu. 1, 2, 3. Lâm Vỹ Dạ. Đến chi vậy anh? Để mình thua cho họ vừa lòng. Cho rồi đi. Chứ chơi mà xích mít quá. Em cái tính bà Dạ hay cọc lắm, mà em nói được cái chơi mấy này mà được cái cọc hay thái độ vậy. Thôi. Cọc gì? Thôi. Chơi mà chơi chọn 2-3 lời là sao? Rồi em ơi. Chơi vậy mít lòng quá mình. Thôi. Trời ơi thì Thái gì? Oh my god. Chi dữ vậy? Chọn một lần thôi. Chi dữ vậy? Ủa? Chơi vui hay làm chi dữ vậy? Chi vậy? Dạ em lại mấy anh thiết kế lại bom dọn cho em. Mấy bạn có việc làm thoải mái. Hồi nãy các bạn thấy rồi đó, Lâm Vỹ Dạ hồi nãy hả, trời ơi buông tất cả mọi thứ, rồi mấy cái thao mà cục đá nguyên cục đất đổ hết trên cái đồ đi sân khấu luôn. Trời đất ơi, cuối cùng thì mấy anh hậu trường phải dọn dẹp hết. Rồi thì lúc đó Lâm Vỹ Dạ phải làm gì lại, từng người xin lỗi từng người mỗi người. Và sau đó thì hình như cũng có mất tiền thì phải. Dạ ơi, em đã mất bao nhiêu tiền? 13 ly trà sữa. 13 ly trà sữa. Đội người ta có 11 người thôi, nhưng mà tại vì anh với lại Khánh ngồi kế bên thì không mời anh không được. Tính là không mời nhưng mà anh nói luôn, tại vì nã đá cũng dính cho người anh, cho nên anh ké được một ly trà trái cây. Khổ lắm mọi người à. Vậy là em muốn bao nhiêu tiền? Vui ra chỉ vì là mang lại tiếng cười cho tất cả mọi người thôi. Mà bây giờ mình lỡ đắc tội mình lỡ đắc tội với các anh em bên hậu đài, mình đền đáp lại bằng mười mấy ly trà sữa chỉ vì cái này ông bà mình gọi là quăng đá trả tiền hả? Bởi vì một phút không nổi. Nhưng mà vậy nè, em không phải là chỉ mất cái tiền mà mất cái đó thôi, mà chỉ thấy em mất cái đó, em mất mặt luôn á, em mất mặt luôn á. Chị thì em mất mặt, em phải quỳ lại từng anh. Em phải quỳ lại từng người, tại vì người ta gọi cái đó là gì biết không, là gọi là chơi ngu lấy tiếng. Chơi ngu lấy tiếng. Lấy được tiếng rồi đó. Em đã phải bỏ 11 ly trà sữa để mời các anh lại rồi. Ủa, trong khi đó là đội của em có 4 người, em không mời ai hết. Anh thấy cũng kỳ. Ủa đúng rồi nhờ, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao em phải mời đậu em? Đừng có muốn đậu em mà em muốn mời người ấy. Tại vì đậu em diễn quá dở, bị người ta phát hiện. Em có muốn nói đội em xe không? Xe thôi được rồi, một mình em gánh chịu. Đau khổ này mình em mang, nên là đắng cây này mình em chịu. Không có gì phải nói. Tóm lại là 13 ly với sao 11 ly? 11 ly anh. Ủa còn anh với Khánh nãy giờ nói ra nói vô giùm em đâu? Anh nói vô không à, chứ anh đâu có nói ra lời nào anh. Anh nói vô không à, chứ anh đâu có nói ra lời nào anh. Trời, anh nói ra giùm em quá. Anh nói mà cái điều mà anh chỉ kế muốn quýnh em luôn mà. Anh nói vô chứ nói ra hồi nào. Cảm ơn anh. Công chuyện mới biết anh em tốt hay xấu. Tốt chứ. Rồi quay đi mọi người. Tốt lắm. Ê, chị à, tại chị cho nên dọn cái này mới lâu mà chị dạ. Quay nè. Đúng không? Tại sao nữa?